Ôi hôm nay vui quá, con to, con cá to quá. Bạn Hậu ơi, ơi đói lắm rồi bạn Hậu ạ. Tớ đói lắm rồi bạn Hậu ạ. Giờ có cái gì ăn phải tốt biết mấy không nhỉ? Ê đói quá bạn. Ui Hậu ơi, ai nhỉ? Nguyên, bà Nguyên, bà Nguyên. Ui ôi, bà Nguyên ơi, bà Nguyên ơi. Bạn nó con thủy quái mà to đấy. Con cá gì to ấy Nguyên ơi. Vừa sáng mẹ mình mua cho mình con chầm để ăn đấy. Ui bà Nguyên ơi, bà Nguyên này cho bạn tớ ăn nữa. Cho bạn tớ ăn nữa. Đi ba bọn mình đi nướng đi. Ui bà Lưu, bà xem bà Nguyên đây. Bà Nguyên lên xe, lên xe một. Lên xe. Đây được rồi, bà Nguyên đây. Không có đẻ không bạn, không không. Ngồi đây bạn Nguyên. Con này nướng chắc ngon lắm. Đấy. Bạn Hậu ơi. À, chất bếp lên lên. Đấy các bạn ạ. Bạn Nguyên ơi, cá này mẹ bạn mua chắc nhiều tiền lắm nhở? Cá này chắc độ khoảng mấy trăm thôi bạn ạ. Thế à? Đấy các bạn ơi, thớ nó to lắm các bạn ạ. Con này phải chục cân bạn Nguyên nhở? Đấy, bây giờ các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ tẩm ướp siêu cay bạn nhá. Đấy, nước sốt siêu cay là của công thức của mẹ tớ đấy. Hôm nay tớ sẽ cho bạn thấy ạ. Ok bạn. Ôi sời ơi, đỏ tét luôn này. Xem tay này của bạn nấu có ngon không? Ok, bạn yên tâm. Tớ vua đầu bếp rồi, về cá rồi. Các bạn ơi, đấy, mình đã tẩm ướp siêu cay đây rồi các bạn nhá. Mình sẽ để đây được khoảng 15 phút cho nó ngấm gia vị các bạn ạ. Và bây giờ các bạn ơi, để hôm nay mình cảm ơn bạn Nguyên chiêu đãi bọn mình con cá khổng lồ này các bạn ạ. Mình sẽ giới thiệu cho bạn Nguyên một bạn gái rất là xinh cho bạn Nguyên nhá. Đấy, bạn Nguyên không có người yêu đúng không? Tớ không, tớ chưa có. Thế bạn có thích quen gái xinh không? Tớ có. Thế đi theo tớ giới thiệu, nhanh lên. Các bạn ơi, đấy, để cảm ơn bạn Nguyên hôm nay đãi bọn mình con cá khổng lồ các bạn ạ. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu cho bạn Nguyên một số bạn nữ để làm quen nhá. Tớ thấy bạn Nguyên là cô đơn lâu lắm rồi các bạn ạ. Nguyên, bạn có thích làm quen với các bạn nữ không? Làm quen như nào bạn? Đấy, thì đầu tiên bạn phải vào app Bigolit này. Đấy, có rất chi là nhiều bạn nữ ở trên này tâm hồn phấn khởi và rất chi là nhiều người nổi tiếng cũng chơi. Cũng quen được cả người nổi tiếng. Quen được bạn, cả người nổi tiếng, thậm chí còn hẹn hò được cả người nổi tiếng cơ. Đấy, bạn thấy nhiều, đấy thấy nhiều bạn xinh không? Đấy, nhiều không? Đây tôi thích bé này này. Đây á, bạn thích bạn bé này cái gì? Bé này này nhìn duyên dáng và đáng yêu này. Ai dạ, ui đúng là con mắt của bạn xinh thật đấy. Nhìn duyên dáng nhiều. Đấy, Pikachu. Thế tặng quà vào đây nhá. Pikachu là bạn vỏ còi. Tặng cho tớ làm quen luôn. Rồi, thế để tớ tặng quà cho bạn này rồi xong là mình làm quen luôn nhá. Đấy, cho bạn này hẳn kim cương nha. Làm quen nha. Tặng luôn kim cương đi bạn để tôi nói. Đấy. Chà cay. Cảm ơn Hưng Nhi lắm. Ê... ông Bụt ở đâu đi qua vậy? Cho mình làm quen nha. Chào đi, em đi. Cho anh làm quen nhá. Ông Bụt bất ngờ xuất hiện. Hoảng hốt á. Ok à, em follow anh rồi đấy. Ơi à, follow ơi, okay, em rồi. Ok. Lại tặng cho em cho bạn ấy một món quà nữa. Hello Mai. Một món quà nữa xem. Đấy. Cho Kenny Trần. Thả luôn. Thả luôn. Thích không? Thích. Wow. Duyên dáng nhỉ. Đấy. Bạn này xinh lắm các bạn ạ. Thế là bạn Nguyên thích rồi nhá. Đấy. À hỏi tên bạn đấy, bạn tên là gì? Bạn tên gì? Là Thiện Trần biết. Em tên Thúy, em sinh năm 94 ạ. Ui. Có hợp tuổi Nguyên không? Hợp anh ạ. Hợp à? Đấy, rất là hợp tuổi Nguyên các bạn ạ. Chào rồi, bạn Nguyên thấy thích không? Thích bạn. Đấy, thích đúng không? Đấy, nay tớ cảm ơn bạn chiêu đãi bọn tớ con cá. Thì bạn có thể, nếu mà bạn mà thích làm quen với nhiều bạn nữ khác ấy, hoặc là nhiều idol nổi tiếng, thì bạn có thể tải cái app Bigolit này về máy, rồi lên đây nhắn tin làm quen.
Thế à bạn? Ừ, hoặc là bạn có thể là trực tiếp live stream. Có khi là nhiều bạn nữ lại thích bạn lại tặng kim cương rồi đậu. Đấy. Thế à? Thì các bạn ơi, các bạn thấy cái app Bigo Lead này hay mà các bạn muốn làm quen với lại nhiều bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc thì các bạn có thể tải cái app Bigo này về máy và mình có thể làm quen với mọi người trên đấy các bạn nhá. Đấy, hoặc là các bạn có thể làm idol ở trên Bigo cũng được các bạn ạ. Đấy, có thể là nhận rồi kim cương các bạn nhá. Thì link tải app Bigo mình có để phần mô tả video này, hoặc là các bạn có thể lên CH Play hoặc App Store để tải về các bạn nhá. Bạn Hưng, bạn Nguyên ơi. Ôi, ôi nhanh lên, bếp được rồi. Nguyên, nhanh. Đấy, chọc. Chọc mồm quá. Ui, con này ngon đấy, bạn Hưng, bạn Nguyên ạ. Ăn hậu, muốn tay. Không bộ được, không ăn tay bạn Nguyên ạ. Các bạn ơi, vất vả quá các bạn ạ. Nướng cá kiểu này là phải bọc sắt vào các bạn nhá. Để nướng các bạn ạ. Cho khi nó chín là cá nó không bị rụng ra các bạn nhá. Bọc của này nướng là nó rụng hết các bạn ạ. Thằng này, con này hơi bị kích rồi. Rồi. Đấy các bạn ơi. Ui, quay con cá là lặng phết đấy các bạn ạ. Phết các bạn ạ. Lặng hơn con gà các bạn nhá. Đúng rồi. Ngon đấy. Bạn Nguyên ngon đấy. Ui, ngon nhờ. Ngon đấy, ngon quá. Đấy các bạn nhìn này, chỗ này đầu này đấy nó lướt lướt nó chảy mỡ các bạn nhìn chưa? Đấy, vàng trộm luôn. Bạn Hâu ơi, bạn quay còn vất vả không? Ui, vất vả thì bạn Nguyên có ăn là thế nào mình cũng làm được bạn Nguyên ạ. Ơi các bạn ơi, thực sự là con cá chấm đen này của bạn Nguyên là ngon tuyệt vời các bạn ạ. Ngon đấy. Cảm ơn bạn Nguyên nhá. Vàng ống các bạn là giờ đang thơm phức. Thơm không bạn Nguyên? Thơm. Bạn là mình bạn đấy, bạn là nướng mình nướng đẳng cấp không? Vàng lắm các bạn ạ. Đấy các bạn ơi nhìn này, nó chảy mỡ các bạn này, xèo xèo các bạn nhìn chưa? Đấy. Ui. Vàng trộm luôn. Đấy, cá nướng rất là khó các bạn nhá. Đấy chỗ này có khả năng là bị bung ra các bạn ạ. Đấy. Ui giời. Hậu mệt không? Mệt gì? Ngon đấy Hậu nhỉ. Nướng cái này tí ăn mới ngon các bạn ạ. Đấy. Bạn Nguyên ơi. Đẳng cấp bạn Nguyên ạ. Đấy, cá bạn Nguyên ngon đấy. Cá sông cực ngon luôn các bạn ạ. Ui, thớ nào ra thớ. Thớ nào ra thớ đấy luôn này, bạn nhìn này. Đấy, vàng lắm. Ui. Cá chín đấy bạn Nguyên ạ. Ui. Đấy các bạn ơi, đấy cá chín rồi. Đeo găng tay vào để thưởng thức các bạn nhá. Ăn đi bạn Nguyên ơi. Đấy, mất vệ sinh không có là bộ vệ sinh an toàn thực phẩm là bắt đấy. Bắt đấy. Các bạn ạ, mình nướng đúng tầm luôn, giòn lắm các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Mình mời tất cả các bạn thưởng thức mình nhá. Đấy, đây này các bạn này. Các bạn nhìn này, thớ cá đó các bạn này. Ui bỏng quá bạn. Cá chấm của nó rắn lắm. Đây các bạn này. Đấy, rắn ơi là rắn này các bạn này, thịt này. Ui, trắng tinh luôn. Không có xương luôn các bạn ạ, xương răm ít lắm. Nói chung là các bạn ạ, các bạn nhìn cái miếng da này. Đấy, đã biết là nó ngon như nào đấy. Đấy, để mình nướng đẳng cấp rồi các bạn ạ. Mình mời tất cả các bạn nhá. Mời hai bạn nhá. Ok. Mình mời hai bạn mình tất cả các bạn nhá. Ăn 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 ăn. Ui, ngọt thế. Wow. Tuyệt vời đấy bạn Hưng nhỉ. Tuyệt vời đấy. Cá bạn Nguyên được đấy. Bạn Nguyên đúng số 1 đấy. Đây các bạn à. Wow, hơi bỏng. Đấy, các bạn ơi, ăn nó rau sống kiểu này đấy. Đấy, ăn cho nó tây các bạn ạ. Đúng rồi. Kiểu ăn gỏi đấy. Đấy. Đây thịt của nó các bạn này. Đấy. Trắng trắng trong trong các bạn nhá. Các bạn này nhìn ngon chưa này? Wow. Ui. Bạn Nguyên. Cái cá này ăn cho nó ngọt thế bạn Hưng nhỉ? Đấy, bạn nhìn không? Da nó vàng rộm luôn các bạn ạ. Đây, chấm nước mắm ăn nhá. Wow. Các bạn ơi nhìn miếng cá này ngon chưa này các bạn này. Tuyệt vời các bạn ạ. Không biết nói gì hơn nhưng mà quá ngon các bạn nhá. Ngon. Cái da cá ăn dai hơn cả thịt gà các bạn ạ. Bạn Hậu ơi. Hả?
chưa thử ăn con cá nào to như này. Chớm thế. Đấy, đây các bạn này. Chỗ này này, thịt của nó này các bạn này. Đấy, rắn chắc luôn. Đấy các bạn nhìn chưa? Con cá này ăn ngon hơn cá rô phi bạn Hưng nhỉ. Ngon hơn cá rô phi các bạn nhá. Cá chấm sông. Bạn Nguyên ơi, lần sau bạn mà có món gì mà ngon ngon này bạn cứ mang sang bọn tớ chỗ tài nấu ăn cho nhá. Đó. Lần sau có gì tớ mang sang cho hai bạn nấu. Ok. Bạn Nguyên đúng tốt bụng thật đấy. Tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn ơi, nhìn cá trắng phâu trắng lắm các bạn ạ. Đấy. Này, ngon chưa này các bạn này. Ui giời ơi. Mà cái thịt của nó ăn đến là ngọt các bạn ạ. Đấy. Wow, lại cay cay nữa các bạn ạ. Đấy, bốc khoái các bạn nhìn chưa. Ngon quá. Đây các bạn nhá, nhìn này. Mình ăn mình giải cá lên các bạn này. Đấy. Wow, bạn thấy chưa. Đấy, ăn như này mới ngon các bạn nhá. Sau đó là mình sẽ chấm một cái này. Sau đấy là mình đưa vào mồm một cái à. Đó rồi bạn không nhỉ. Ngon quá bạn Nguyên ạ. Tôi phải công nhận hai bạn nấu ngon thật. Nhưng mà hai bạn nướng kiểu gì mà ngon này. Bạn tớ á. Nó ngon là cái nước sốt này. Đúng rồi. Vậy là ngon là cái bàn tay tớ lướng nó đúng tầm nữa bạn Nguyên ạ. Thấy bạn thấy không? Không đấy. Hề sống một tí nào luôn, chín. Này này gặp sự hiếu, lại gặp sự hiếu thảo của bạn nữa. Lại càng ngon. Đấy, ăn lại càng ngon. Đấy. Tôi... Khả năng là bây giờ mình gọi thêm bạn Hùng vào đây ăn nữa. Đi đi, bạn mà để ngồi đây để tớ đi gọi bạn Hùng vào đây nhá. Đưa. Bạn Nguyên ơi. Ngon lắm bạn Nguyên ạ. Bạn Hùng ơi, bà đi, bà Hùng ơi. Ui, bà Hùng. Bà Hùng nhanh. Ui, món gì này? Ngon lắm bạn ạ. Cá chấm đen đấy. Cá chấm đen của bạn Nguyên đấy. Ngon không? Của bạn Nguyên khao à? Bạn Nguyên khao đấy. Ui, ôi. Hôm nay bạn Nguyên đẹp trai thật đấy. Nhanh. Ui, thường thế. Bà ăn đi. Ăn đi. Đấy. Các bạn ơi. Đấy, thế là bốn bạn bè mình đã tụ tập được cái mâm này. Ngon thật. Ui, ngọt thiếu luôn. Ngọt không? Quá ngọt luôn. Mà cá này ít xương nhỉ bạn Hùng nhỉ. Ui, cái này không, hình như xương nó thưa. Thưa. Ui, nó chấm các bạn nhé. Bạn thấy bạn Nguyên này được không? Quá nay, được. Hôm nay Nguyên đẹp dài hơn bình thường. Đấy. Bạn Nguyên quá tốt bụng. Cá này mẹ tớ mua cho tớ đấy. Ui, nóng. Ui. Nóng không? Nóng quá. Đấy. Ngon không? Ui giời. Đang ngủ gật rồi này. Đang ngủ ở nhà nên lại được cái ăn này chết rồi. Đấy. Các bạn ơi. Đấy thì hôm nay các bạn ạ. Ăn cái một con cá khổng lồ lướng này ngon thật các bạn nhá. Thì các clip của mình dừng lại tại đây thôi các bạn ạ. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye.